Hello, xin chào tất cả các bạn đến với Trung tâm Guitar Hết Việt. Thì hôm nay mình xin giới thiệu và review cho các bạn top 6 mẫu đàn guitar tốt nhất dành cho người mới tập chơi năm 2023. Đầu tiên trên tay mình đây là mẫu CV135 phiên bản 2023. Dòng này được làm từ mặt và lưng đều là gỗ thịt hết, có ti chỉnh cần. Và đầu đàn sẽ được lắp phá đúc có custom logo ở bên shop. Thì dòng này sẽ có bọc tốt ở cần đàn luôn, giúp cho bạn lướt nốt sẽ rất là thoải mái. Action thì rất là thấp, phù hợp với anh em nào mới tập chơi. Đó, tiếng thì rất là âm này, con này tiếng rất là trong và vang nha các bạn. Đó, test âm thử cho bạn nghe nhé. Thứ hai là dòng ESAC20, dòng này khá quen thuộc với các bạn rồi. Ở cấu hình là full gỗ hồng đào, ở cần là gỗ nguyên tấm, phá đúc và có tiêu chỉnh cần. Dòng này thì đang được giảm giá với còn mức giá còn 1.150.000 thôi nhé. Ở dòng này thì action và âm thanh rất là tốt, mình sẽ test âm cho các bạn nghe luôn nhé. Mẫu đàn guitar tiếp theo mình giới thiệu đó các bạn là giờ mẫu đàn S160. Mẫu này thì cũng rất là tốt, anh em dùng tập chơi rất là tốt. Là mẫu này đang giảm với cái mức giá là còn 1.250.000. Con này thì là mặt top là gỗ thông, và lưng nó là gỗ hồng đào, tiếng vang sáng hơn cây AC20 đúng không ạ. Sẽ test cho anh em nghe luôn. Và dòng đàn thứ tư mình giới thiệu các bạn là dòng CV25. Dòng này thì đang được giảm giá còn 1.650.000. Mặt top của cái đàn được làm từ gỗ thông, đó, lưng là hồng đào kỹ. Và cái đàn này sẽ được bọc tút ở cần đàn, giúp anh em nước nốt nó sẽ dễ dàng hơn và nó mượt mà hơn. Action cái đàn rất là thấp nha, phù hợp với anh em mới tập. Phá đàn cũng là phá đúc và có ti chỉnh luôn các bạn nha. Thank you.
đàn thứ năm là giới thiệu tới các bạn là mẫu S24-2023 phiên bản mới nhất. Thì cái dòng này đang được giảm giá còn 1.950.000. Thì cái đàn này với cái mặt top là gỗ thông A đó, lưng hông là sẽ là gỗ nâng cấp thành gỗ mahogany, so với năm ngoái là chỉ là hồng đào thôi đó. Gỗ rất là chắc chắn và âm rất là hay. Cần đàn cũng được làm từ gỗ mahogany luôn, có bọc tốt ở cần đàn luôn nha anh em. Và cái này được nâng cấp thêm một cái bevel, cái bát này, khi các bạn đè tay vô đây nó sẽ không có bị tê tay hoặc là mỏi tay, rất là thoải mái giúp anh em chơi trải nghiệm nó tốt hơn. Cái này để mình test âm các bạn nghe luôn nhé. Mẫu đàn guitar cuối cùng là mình giới thiệu các bạn là mẫu ES32. Mẫu này thì đang giảm giá còn 2.550.000. Đó, thì con này anh em với cái mặt top là gỗ thông A và lưng nó sẽ là gỗ sồi bông nhé các bạn. Cần đàn là gỗ mahogany. Khóa đúc custom logo của shop. Và cây đàn thì được bọc tốt ở cần đàn và ngựa lược làm xương luôn nhé các bạn. Âm của nó sẽ rất là trong và sáng anh em. Ok, khi mà các bạn mua những cái dòng đàn guitar này bên mình thì các bạn sẽ được tặng kèm đầy đủ phụ kiện đó, tất cả phụ kiện đi kèm, không cần phải mua thêm gì hết. Và bên mình có giao hàng toàn quốc, gói hàng rất kỹ, và khi anh em nhận hàng sẽ được kiểm tra rồi mới thanh toán, cho nên anh em cứ yên tâm khi mua hàng bên mình. Thì hiện tại thì anh em có thể liên hệ qua số điện thoại để trên màn hình đó, hoặc là nhắn tin qua Zalo fanpage để được tư vấn kỹ hơn về các dòng đàn khác, hoặc là anh em muốn tìm hiểu những cái dòng đàn guitar mới hay là mẫu khác bên mình thì có thể nhấp vào click đường link bên dưới. Đó, mình để bên dưới. Ok, cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em một ngày vui vẻ nhé.